thẩm mỹ quốc tế Bali giới thiệu công nghệ trị mụn mới nhất của Hoa Kỳ mang lại hiệu quả ngay lập tức, mang tên TheraClear. Công nghệ TheraClear điều trị mụn không phải trên hiện tượng mà căn nguyên tận gốc nguyên nhân gây ra mụn. Quá trình hình thành mụn trứng cá xảy ra khi chất bã nhờn không thể qua được các lỗ nang lông và tuyến bã bị bít tắc với chất bã trong đó và sự phát triển của các vi khuẩn. Ban đầu mụn có thể rất nhỏ nhưng các tổn thương viêm sẽ tăng dần, gây sưng tấy, đỏ, đau, mụn mủ, vân vân. TheraClear là công nghệ trị mụn độc đáo mà thẩm mỹ quốc tế Bali đã đưa về Việt Nam. TheraClear với việc sử dụng ánh sáng để tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm teo đầu mụn, làm cồi nhân mụn, đẩy nhanh mụn lên khỏi bề mặt da. Trong khi đó, với bộ phận làm mát tự động, hoạt động liên tục, giữ cho lớp thượng bì an toàn tuyệt đối, hiệu quả có thể cảm nhận rõ sau từ 24 đến 48 giờ điều trị. Hiệu quả điều trị mụn do TheraClear mang lại lên đến 80% sau lần điều trị đầu tiên và 90% sau lần điều trị thứ tư với mụn từ nhẹ đến nặng. TheraClear khẳng định hiệu quả và những ưu việt vượt bậc với thiết bị an toàn, không cần gel gây tê làm lạnh, thời gian điều trị nhanh, hiệu quả cao lên đến 90% hoặc cao hơn, tiêu diệt mụn tận gốc, diệt khuẩn, làm sạch bề mặt da, ngăn ngừa mụn tái phát, đồng thời loại bỏ vết thâm do mụn gây ra, làm mịn lỗ chân lông. Điều đó lý giải vì sao các khách hàng đều rất hài lòng với hiệu quả điều trị mụn tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Công việc của Hà thì lúc nào cũng phải làm việc muộn và việc sinh hoạt thất thường là điều diễn ra thường xuyên. Có một thời gian vì bận việc event cũng như đi biểu diễn cũng như lịch làm việc quá dày cho nên làn da của Hà bắt đầu nổi mụn. Do đó Hà đã một lần nữa đến với thẩm mỹ quốc tế Bali và được các chuyên gia ở đây tư vấn sử dụng liệu trình điều trị mụn TheraClear. Và như các bạn cũng thấy, sau liệu trình điều trị mụn ở đây, làn da của mình không còn những đốm mụn đáng ghét cũng như các vết thâm do mụn để lại. Điều đó thật là tuyệt vời. Thu Hà xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali. Thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội là nơi đi đầu về đặc trị thẩm mỹ công nghệ cao với các dịch vụ giảm béo, xóa nhăn, đặc trị nám, tàn nhang, tẩy lông, nâng cơ mặt, trẻ hóa da, xóa xăm, trị mụn trứng cá, điều trị sẹo lồi, sẹo rỗ do mụn trứng cá để lại. Và với công nghệ TheraClear, một lần nữa khẳng định sự vượt lên không ngừng của thẩm mỹ quốc tế Bali trong việc xóa đi những khiếm khuyết và mang lại cái đẹp, sự tự tin cho mọi người.